chào các bạn. Clip tiếp theo mà chúng ta sẽ đi về tính cách chuẩn vân tay đó là chuẩn vân tay VKD. Và chuẩn vân tay VKD là hình dạng của cái chuẩn vân tay đó là hình thái cực, có nghĩa là có hai tâm và hai giao điểm. Và tính chất đại diện của người sở hữu chuẩn vân tay VKD này đó là tính chất con tắc kè. Có nghĩa là sao? Khi chúng ta biết á, con tắc kè để vào một cái môi trường mà ví dụ là gần cái màu nào thì nó sẽ biến đổi thành cái màu đó, thì chuẩn vân tay VKD thì cũng linh hoạt giống như vậy đó. Bây giờ chúng ta thấy đó là tính chất và đại diện. Và cái người mà sở hữu chuẩn vân tay VKD này là một cái người là có khả năng là giao tiếp rất là tốt, giao tiếp với đa dạng đối tượng, theo từng đối tượng rất là tốt. Và ở đây chủ là cái người mà sở hữu chuẩn vân tay này thì là cái người là chủ động xây dựng mối quan hệ và có khả năng thuyết phục người khác rất là cao. Và nhân hay ví dụ rằng là MC Thanh Bạch là người sở hữu chuẩn vân tay VKD này, có nghĩa là chúng ta thấy cái khả năng về giao tiếp, về tương tác của MC Thanh Bạch rất là mau lẹ. Và nếu một đứa bé mà sở hữu chuẩn vân tay này thì đó là một cái điều rất là tuyệt vời. Có nghĩa là chỉ cần đứa bé đó đi vào một cái môi trường đông người, một cái môi trường lạ, thì chỉ cần là một chút xíu thôi là đứa bé đó có thể là làm quen tất cả mọi người và nó hòa vào môi trường đó. Và nó giống như là cái môi trường đó giống như nhà của đứa bé đó. Và cái người mà sở hữu chuẩn vân tay VKD là có khả năng thích ứng và với môi trường xung quanh hòa nhập rất là nhanh. Như cái ví dụ hồi nãy là Nhân cũng nói lên điều này đó, có thể thích nghi và chấp nhận những điều mới mẻ, những ý tưởng mới một cái dễ dàng. Có nghĩa là nếu mà chúng ta nói về một cái lĩnh vực nào mới, một cái sự việc nào mới, thì người sở hữu chuẩn vân tay VKD là một trong những cái chuẩn vân tay đầu tiên sẽ đi tìm hiểu về lĩnh vực đó. Đó. Và cái người sở hữu chuẩn vân tay VKD là một người suy nghĩ theo nhiều chiều hướng đa góc nhìn. Thì cái việc của người này là có nghĩa là một cái vấn đề thì họ sẽ nhìn theo nhiều hướng khác nhau. Một cái vấn đề rất là nhỏ thì nhưng mà họ có thể phân tích ra được vấn, có nghĩa là phân tích ra rất là nhiều đường, rất là nhiều hướng. Và cái người sở hữu chuẩn vân tay VKD là một cái người là tập trung vào nhiều mục tiêu hơn. Như ba chuẩn vân tay mà chúng ta đầu tiên chúng ta học đó là VKT, VKS và VKE là người chỉ tập trung vào một mục tiêu mà thôi. Nhưng người sở hữu chuẩn vân tay VKD này thì lại tập trung vào nhiều mục tiêu hơn. Họ đặt ra mục tiêu rồi và họ tập trung vào mục tiêu rất là tốt. Nhưng trong cái giai đoạn mà tập trung vào mục tiêu đó thì họ hay nhìn ngang, họ hay ngó dọc và họ thấy, họ phát hiện ra một cái cơ hội mới, một cái mục tiêu mới và họ tốt hơn cái cũ thì họ sẵn sàng bỏ cái cũ và họ làm cái mới. Đó lại là một cái hạn chế. Nếu mà một đứa bé mà sở hữu chuẩn vân tay này, nếu mà nó đồ chơi thì nó đòi mua nhiều lắm, nhưng mà để nó chơi thì chỉ là một vài món mà thôi mà nó thích, còn những cái món không thích hầu như là mua về nó cũng không đụng nữa đó. Và một cái là cái người sở hữu chuẩn vân tay này khi mà họ làm một cái việc gì đó thì luôn có một cái phương án dự phòng để tránh những cái trường hợp gì đó nó xảy ra. Và đó được gọi là phương án B, một cái đường hậu. Thì đây cũng là một cái mặt tốt nhưng đó cũng lại là một cái mặt không tốt. Tại vì nếu mà mặt tốt xét theo cái cạnh là gặp một vấn đề gì thì có còn một cái đường lui, nhưng mà khi chúng ta còn một cái đường lui thì chúng ta sẽ không cố gắng để tập trung để hoàn thành mục tiêu và chúng ta muốn đạt được nó đó. Và nhân ví dụ là nếu mà có 1 tỷ thì người sở hữu chuẩn vân tay này thì cùng lắm đầu tư khoảng 700 thôi, còn 300 gửi ngân hàng, tại vì vậy sẽ cho chắc ăn. Và ở đây cái người sở hữu chuẩn vân tay VKT là một cái người rất là tò mò, hứng thú ở nhiều lĩnh vực, thích những điều mới mẻ và sự đổi mới. Có nghĩa là cái người này thích sự tìm hiểu, thích sự khám phá, đi đây đi đó tìm hiểu một cái lĩnh vực nào mới mẻ. Ví dụ về sinh trắc vân tay, cái người mà sở hữu chuẩn vân tay VKD này ạ, thì khi mà chúng ta nói về sinh trắc vân tay và họ chưa biết thì họ hỏi cái gì vậy, họ nó có hay hay không, là cho tôi tìm hiểu với. Có nghĩa là khi họ muốn biết cái việc nào đó thì họ rất là đam mê và thích tìm hiểu về cái lĩnh vực đó. Mà cũng vì đặc điểm đó mà người sở hữu chuẩn vân tay VKD thì dễ sẵn sàng chấp nhận những công việc mới, chỉ cần ở nơi đó nó vui vẻ, nó thoải mái, nó đồng đội ở trong đó, chỉ cần vui là được rồi đó. Và có xu hướng theo đuổi nhiều mục tiêu khó khăn trong việc kiểm soát và thực hiện nó. Tại vì người ta có một mục tiêu, người ta tập trung vào, người ta làm thì kiên trì nữa là sẽ thành công. Còn mình á, người sở hữu chuẩn vân tay này thì cùng lúc thực hiện nhiều mục tiêu thì chỉ cần có một cái mục tiêu mà nó không đạt được như mình mong muốn thì có xu hướng là chán và nản và dẫn đến sự bỏ cuộc luôn các mục tiêu khác. Đó lại là một cái hạn chế. Và dễ bị ảnh hưởng từ người khác, và một cái nữa là hay bị lưỡng lự ở nhiều khía cạnh.
Có nghĩa là về lập trường của người sở hữu chủng vân tay WD thì chưa vững lắm. Có nghĩa là nếu một cái việc này mình muốn làm mà mình hỏi ý từ nhiều người khác và nhiều người cho một cái ý kiến khác nhau thì người này sẽ rất là khó đưa ra quyết định và hay bị lưỡng lự. Đó. Linh hoạt có nhiều cách ứng xử khác nhau là thay đổi nguyên tắc và lập trường là tùy thuộc vào tình thế. Nếu mà người sở hữu chủng vân tay WD càng nhiều trong tính cách thì họ rất là mau lẹ, họ rất là linh hoạt. Nhưng mà chính vì sự mau lẹ và linh hoạt đó mà cái người này giữ một cái vai trò là quản lý ở một cái công ty thì cái điều đó là nó rất là khó khăn. Tại vì đối với họ về cái kế hoạch, về nguyên tắc làm việc họ thay đổi liên tục và người khác chưa kịp thích nghi thì ở bản thân họ lại thay đổi và thấy được một cái hướng mới đó rồi. Đó, đó chúng ta thấy đây là một cái hạn chế. Rồi, có khả năng mở rộng và liên kết thông tin, khéo léo, hài hòa giữa nguồn lực và thông tin. Có nghĩa là trong một cái môi trường, trong một cái nhóm, trong một công ty thì cần có người sở hữu chủng vân tay WD này. Tại vì khi mà môi trường đó có người sở hữu chủng vân tay WD này vào thì cái môi trường nó sẽ rất là vui vẻ, rất là thoải mái. Tại vì cái người sở hữu chủng vân tay này ghét cái sự nhàm chán, ghét cái sự lặp đi lặp lại buồn tẻ lắm. Họ vào, họ nói chuyện với người này, họ làm với người kia, họ kéo mọi người gần lại với nhau hơn. Và cái người sở hữu chủng vân tay WD là một cái người sao nóng tính nhưng mà họ kiểm soát rất là tốt. Và hình như thì người mà càng sở hữu chủng vân tay WD nhiều thì chúng ta rất ít thấy cái sự nóng tính của họ. Đó. Đề cao tinh thần hợp tác đội nhóm. Và ở đây người sở hữu chủng vân tay WD là người làm việc nhóm rất là tốt. Và họ làm việc một mình, họ làm dẫn được nhưng mà cái năng suất, cái hiệu quả nó sẽ không cao. Khi mà họ làm việc cùng một người nào đó hoặc một nhóm nào đó thì năng suất và là công sức làm việc của họ rất là cao. Cho chúng ta phải để ý. Thích hỏi và chia sẻ quan điểm với những người xung quanh. Có nghĩa là cái người này á, họ không có quan trọng cái việc là người khác đánh giá gì về họ. Họ có lần đầu tiên gặp mặt nhưng mà nếu mà nói chuyện cảm thấy hợp, họ có thể sẵn sàng chia sẻ những cái suy nghĩ, những cái tâm tư của họ đối với người đó. Giống như là nói ra cho khỏe về bản thân. Nhưng mà cái việc mà người khác đánh giá vì như thế nào về mình thì họ lại không quan tâm về việc đó. Đó. Và luôn muốn được khen ngợi và tôn trọng. Và nếu mà một đứa bé mà sở hữu chủng vân tay này, nếu mà chúng ta muốn nhờ bé này làm một việc gì đó, chúng ta chỉ cần khen nó là chúng ta nhờ là nó sẽ làm thôi. Đó. Và chúng ta để ý đặc tính của người sở hữu chủng vân tay WD, WS rất là dễ chán, rất là ghét sự buồn tẻ. Nếu mà nhà mình mà có bé mà sở hữu chủng vân tay này thì để bé mà chơi đồ chơi hoặc tập trung vào học tập tốt thì phải là học nhóm, chơi cùng một người nào đó, học tập cùng một người nào đó. Nếu không có bạn hoặc là không có anh chị em thì ba mẹ phải là chơi cùng và học tập cùng với bé thì mới giúp bé tập trung vào việc học tập tốt hơn. Tại vì người sở hữu chủng vân tay này là thích tìm hiểu những điều mới mẻ và đặc tính của người này là rất là ham chơi. Có nghĩa là chỉ cần là họ chơi nhiều hơn học á. Đó, chúng ta phải để ý về việc đó. Và một cái nữa là những người sở hữu chủng vân tay WD, WS thì khi mà có hứng thú thì làm việc mới tốt, còn không hứng thú thì làm việc là coi như là thua luôn. Và họ không thích những việc lặp đi lặp lại thường xuyên, họ cảm thấy rất là nhàm chán và buồn tẻ. Và người WD là làm việc liên quan đến những vấn đề về ngoại giao, về đàm phán, về thuyết phục, về hướng ngoại, về kinh doanh đó thì lại rất là tốt. Tại vì trong tính cách của họ là gì, linh hoạt và ngoại giao rất là tốt, có khả năng thuyết phục và thích nghi vào môi trường rất nhanh. Và họ không thích những việc lặp đi lặp lại. Nếu mà người sở hữu chủng vân tay WD này mà làm việc mà những công việc giống như kế toán văn phòng ngồi im một chỗ thì người này không phù hợp và họ cảm thấy vậy. Cái năng lực làm việc của họ, họ sẽ không cao, họ rất là dễ chán và họ rất là dễ thay đổi công việc. Đó, chúng ta phải để ý về việc đó. Và ở đây nữa WD thì có một cái hạn chế cũng khá là lớn, đó là có xu hướng là để những cái việc từ từ nước tới chân mới nhảy. Thì nếu một đứa bé mà sở hữu chủng vân tay này, chúng ta cần phải cho đứa bé đó làm việc theo nguyên tắc, theo kế hoạch nhiều hơn để nó khắc phục vấn đề về ngẫu hứng và nước tới chân mới nhảy. Và chúng ta phải thường xuyên động viên, khích lệ bé đó để bé đó hoàn thành cái mục tiêu của mình. Và một cái là chúng ta nên đưa ra một cái thời hạn deadline ngắn thôi để cho nó không còn cái sự trì hoãn trong công việc. Và khi chúng ta tương tác với người sở hữu chủng vân tay thì chúng ta cũng nên nói ngắn gọn và tập trung vào vấn đề là được rồi, chúng ta cũng không cần phải giải thích dài dòng. Tại vì người này có thể giải thích, người mà sở hữu chủng vân tay WD giải thích nhiều với người khác được, nhưng mà người khác giải thích nhiều với người này thì người này cũng không có thích. Đó, chúng ta phải lưu ý vấn đề này.